Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học nghiên cứu chắn nắng với Revit Solar Study. Nội dung bài học sẽ bao gồm giới thiệu về công cụ Solar Study, hướng dẫn sử dụng công cụ Solar Study để nghiên cứu mặt trời và ứng dụng cho thiết kế lam chắn nắng trong Revit. Trong các bài học trước thì mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng Revit để thiết kế rồi, sử dụng Revit để dựng hình rồi, để thống kê rồi. Thì ngoài ra trong Revit ấy, như mình nói là một phần mềm rất mạnh về thiết kế. Thì nó còn giúp các bạn tối ưu thiết kế nữa cơ, đặc biệt là trong cái vấn đề về nghiên cứu. Thì bạn có nhớ là trong các bài về render mình đã hướng dẫn các bạn để thiết lập ánh sáng tự nhiên không? Trong đó các bạn có thể thấy rằng ánh sáng tự nhiên trong mặt trời là hoàn toàn thực tế. Chúng ta sẽ thiết lập vị trí địa lý công trình, chúng ta sẽ thiết lập hướng công trình. Từ đấy chúng ta có các cái dữ liệu mặt trời. Và các dữ liệu đấy nó sẽ giúp các nhà thiết kế như chúng ta có thể tối ưu được cái thiết kế, tối ưu được làm sao để tính toán được cái sự tác động của mặt trời tới công trình. Nếu như ở các cấp độ cơ bản thì các bạn đã có thể tạo ra các view 3D rồi, đúng không ạ? Và các bạn cũng đã học về cách thiết lập về bóng đổ rồi, đúng chưa? Đấy, các bạn có thể thiết lập về bóng đổ. Và nếu bạn nào để ý một chút thì trong phần sun setting ấy, thì các bạn có thể hoàn toàn thiết lập các cái thời điểm của mặt trời dựa theo các cái thông tin như là ngày giờ, đúng không? Giả sử ngày hạ chí vào lúc 9 giờ. Đấy, thì nó như thế này. Và bạn nào nhanh nhẹn thông minh hơn một chút thì bạn có thể thấy đó là chúng ta có thể sử dụng cái công cụ này để có thể nghiên cứu cái tác động của mặt trời. Và mặt trời vào giờ này, vào giờ kia nó chiếu vào cái công trình như chúng ta như thế nào. Ví dụ một bạn có thể nghiên cứu đó là vào cái giờ đó là vào ngày hạ chí 15 giờ thì nó chiếu vào mặt trời như nào. Đấy, bạn thấy không? Hoặc là ví dụ vào ngày đông chí thì mặt trời chiếu vào công trình như nào vào 15 giờ. Và các bạn thấy đây chính là những cái dữ liệu rất là quan trọng mà giúp các bạn có thể tối ưu, từ đó có thể đưa ra các giải pháp như là các giải pháp về chắn nắng. Được chưa? Thì các bạn nào khi chúng ta làm cái dự án này thì mình đã giới thiệu đến các bạn là công trình của chúng ta nó có một cái diện hướng Tây, hướng Nam, đúng không? Đúng nhỉ? Đây. Hướng công trình nó có cái diện hướng Tây, hướng Tây Nam này, đúng không? Chúng ta sẽ cùng xem hướng nào. Ở đây cái file này hình như mình quên thiết lập về cái hướng công trình, chúng ta sẽ cùng thiết lập lại nhé. Ok, đây là hướng công trình này các bạn thấy, chúng ta có giải hướng Nam, hướng Tây đây. Và với cái hướng này thì mặt trời nó sẽ luôn tác động đến công trình. Các bạn sẽ có thể xem cái đường biểu kiến của mặt trời nhé. Các bạn kích vào đây này. Đây, các bạn có thể chọn cái chế độ Sun Path On. Rồi, các bạn chọn cái này, các bạn Use. Đây, rồi các bạn thấy này, chúng ta sẽ vào đây, Sun Setting. Các bạn sẽ xem này, ví dụ ngày hạ chí nhá. Các bạn vào ngày hạ chí. Mặt trời, những đường biểu kiến mặt trời nó đây. Các bạn thấy này, vào ngày hạ chí mặt trời lên thiên đỉnh thì mặt trời nó lên trên đỉnh cao nhất. Do mà chúng ta là nước ở phía Nam nên mặt trời nó như thế này. Được chưa? Còn ví dụ các bạn thấy này, vào các ngày khác như là vào các cái thời điểm như ngày đông chí chẳng hạn, thì mặt trời lệch hẳn về phía Nam, chiếu xuyên vào công trình. Và đây chính là lý do tại sao nắng vào mùa đông thì nó chiếu xuyên vào công trình như vậy. Và khi chúng ta mô phỏng ấy thì thường chúng ta sẽ mô phỏng vào hai ngày hạ chí và đông chí nha các bạn. Ok, thì các bạn thấy là cái đường biểu kiến mặt trời vào hai thời điểm này hoàn toàn khác nhau, đúng không? Đấy. Và các bạn có thể bật bóng đổ lên. Đấy. Đây. Bóng đổ đây. Giả sử mình sẽ cho là đấy, ở đây mình cho nó là ngày đông chí, các bạn sẽ thấy nó rõ hơn bóng đổ này. Đấy, thấy chưa? Thì cái này cũng là một cách chúng ta có thể nghiên cứu bóng đổ trong Revit nhá. Được chưa? Quay trở lại cái view của chúng ta, đây cái view Solar Study của mình. Thì các bạn thấy chúng ta có thể tạo ra những cái view, chụp ảnh những cái view này để chúng ta nghiên cứu cái tác động của mặt trời rồi, đúng không? Và từ đấy thì chúng ta sẽ đề xuất những cái giải pháp. Và đề xuất giải pháp như nào? Thì mình trong cái thiết kế của mình ở cái dự án này là cái dự án thực tế của mình đang làm, thì mình đề xuất cái giải pháp về lam chắn nắng dọc. Đây, mình đã tạo ra cái lam chắn nắng dọc đây cho bạn xem này. Đây, đây là cái lam chắn nắng dọc của mình. Đấy. Được chưa? Và mình sẽ bắt đầu nghiên cứu nó nhé. Mình sẽ lấy cái view lúc nãy. Đây, cái view của mình này. Mình sẽ bật bóng đổ lên. Được chưa? Rồi, thì các bạn thấy này, hệ thống nếu như không có lam, giả sử nếu không có lam, mình chọn cái bức tường kính này nhá. Mình ẩn nó đi. Ẩn đi. Thì bạn thấy này, bóng đổ nó như này cơ. Hay mình có thể chọn thêm một cái này cho bạn xem nhé. Đấy, bóng như này. Nhưng nhờ có lam, ví dụ mình thiết kế lam, thì bạn thấy này, chúng ta đã có thể giảm thiểu được cái tác động mặt trời chiếu xuyên vào công trình. Ở đây là vào 3 giờ chiều ngày đông chí nha các bạn. Hay giả sử mình có thể thay đổi cái góc xoay của lam nhé. Các bạn thấy mình thay đổi góc xoay của lam. Mình sẽ chọn cho nó là hướng 45 độ. Đấy. Các bạn thấy nó đã thay đổi chưa? Hay ví dụ đây nhé. Đây cái lam của mình đây là khoảng cách 800 x 800. Mình sẽ đổi xuống là 600. Khoảng cách giữa các lam là 600 và xoay 45 độ. Các bạn thấy không? Nó đã thay đổi rất là nhiều rồi đúng không? Đấy. Thì các bạn có thể đề xuất ra những cái giải pháp chắn nắng. Các bạn tạo ra những cái view 2D, các bạn chụp, các bạn lưu trữ những hình ảnh này và các bạn show diễn cho chủ tư xem. Anh ơi, khi chúng ta không có lam chắn nắng thì nắng chiếu chói chang. Khi chúng ta có lam chắn nắng 40 độ, 90 độ thì nó sẽ hướng như thế này. Còn khi bóng sẽ như thế này. Còn khi ví dụ chúng ta sử dụng cái lam nó xoay 45 độ thì nó giảm thiểu được cái tác động mặt trời như thế này. Đấy. Thì đây là một cái cách giúp các bạn có thể nghiên cứu cái tác động mặt trời, được chưa? Rồi. Ngoài ra nữa thì công cụ Revit nó cho phép các bạn tạo ra các đoạn phim để chúng ta nghiên cứu. Các bạn có thể tạo ra đoạn phim bằng cách này. Các bạn sẽ kích hoạt cho mình chế độ đóng bóng lên. Sau đấy các bạn vào đây, các bạn chọn Solar Setting cho mình. Và ở đây các bạn có thể nghiên cứu làm phim trong một khoảng thời gian. Chúng ta sẽ chọn là Single Day chẳng hạn. Và mình sẽ nghiên cứu vào ngày hạ chí Summer Solstice. Được chưa ạ? Rồi, thì khi chúng ta vào ngày hạ chí rồi thì các bạn sẽ thiết lập cái khoảng thời gian chúng ta nghiên cứu từ bao giờ đến bao giờ. Giả sử mình sẽ nghiên cứu từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Đấy, đây là khoảng thời gian mà cái văn phòng này làm việc chẳng hạn. Được chưa? Và mình sẽ quy định đó là cái time interval này là cái mốc, cái khoảng thời gian chúng ta chia nhỏ nó ra theo từng khoảng nghiên cứu bao nhiêu. Giả sử mình sẽ cái nghiên cứu này sẽ diễn ra trong 30 phút một lần. 30 phút nó sẽ tạo cho bạn một cái ảnh nghiên cứu chẳng hạn. Được chưa? Còn ground plane at level này các bạn biết rồi. Apply. Rồi, sau khi các bạn kích vào OK rồi thì các bạn phải kích xuống đây này và chúng ta sẽ có cái chế độ là Preview Solar Study. Được chưa ạ? Và các bạn thấy này, chúng ta có thể xem cái đoạn phim này nhá. Các bạn thấy để ý cái mốc thời gian này bắt đầu từ 8 giờ ngày 21 tháng 6 này. Các bạn kích vào phim này. Nó sẽ chạy. Đấy. Các bạn thấy chưa? Chúng ta cùng chạy lại nhá. Đấy. Thì ngày hạ chí các bạn thấy là mặt trời nó không chiếu vào công trình. Đấy. Nhưng ví dụ các bạn xem ngày đông chí này. Đấy. Chúng ta chạy này. Bạn thấy chưa? Đấy. Mình sẽ thiết lập vào cái giờ nó chuẩn hơn. Ngày đông chí từ 8 giờ đến 5 giờ. Đấy. Bạn thấy chưa? Thì các bạn có thể có những cái đoạn phim để chúng ta có thể trình diễn cho chủ đầu tư. Và các bạn sẽ thấy đó là cái time interval ấy, chính là những cái khoảng thời gian nó chuyển đổi giữa các cái bức ảnh. Đây bản chất là những bức ảnh. Và các bạn cái time interval thì nó sẽ là các mốc bức ảnh đấy. Giả sử các bạn cho nó là 1 giờ thì cứ 1 giờ nó sẽ đổi một lần. Nhưng giả sử 30 phút một lần này, thì bạn sẽ thấy nó chạy lâu hơn. Cứ 30 phút là một ảnh. Đấy, để ý giờ này. Được chưa? Đấy, các bạn có thể tạo ra đoạn phim và các bạn có thể lưu trữ đoạn phim này thành định dạng video bằng cách các bạn kích vào chữ R này. Các bạn kích vào Export Image Animation và các bạn chọn Solar Study. Được chưa? Đây các bạn có thể lưu. Khi các bạn lưu thì các bạn có thể chọn All Frame để lưu tất cả các khung hình. Được chưa? Cái mục frame set này các bạn thiết lập là có bao nhiêu khung hình trên giây. Giả sử mình sẽ cho một khung hình trên giây. Đấy, cứ một, tức là một cái interval ấy, một time frame interval, time interval 1 giây thì chúng ta sẽ có là 19 giây cho tương ứng 19 khung hình. Còn cái format đây là các bạn muốn lưu trữ theo ảnh đen trắng hay là màu hay là render thì mình sẽ chọn ảnh đen trắng. Đây là kích thước của bức ảnh. Cái này các bạn ở đây thì bạn chỉ cần lưu ý cho mình là hãy kích vào cái này. Các bạn kích vào đây thì khi mỗi khoảng thời gian nó chạy thì nó sẽ có một cái mark, cái kem nó báo bạn là cái khoảng thời gian này là bao lâu. Sau đấy các bạn chỉ việc kích vào OK và các bạn lưu trữ vào máy tính ở đâu đấy chẳng hạn. Thì các bạn có thể tạo ra một cái file video quay lại cái chuyển động của mặt trời. Được chưa? Rất là nhanh chóng. Các bạn kích vào Save thôi. Mình kích vào OK. OK, mình sẽ ra desktop nha, để xem video. Đây, đây chính là cái tem mà mình nói này nha. Bạn thấy chưa? Và các bạn sử dụng những hình ảnh này, các bạn trình diễn cho chủ đầu tư thì họ cảm thấy cái phương án các bạn thiết kế nó được thuyết phục hơn rất là nhiều. Các bạn có sự đầu tư nghiên cứu, đầu tư xem xét cái vấn đề các tác động tự nhiên đến công trình để có thể từ đó tạo ra các cái công trình kiến trúc xanh. Và đây chính là cách mà Revit phục vụ người thiết kế. Như mình nói, Revit là phần mềm thiết kế các bạn nhé. Nó rất mạnh mẽ về thiết kế. Và nếu các bạn kiến trúc sư, các bạn có thể sử dụng các công cụ này một cách thuần thục. Đấy, sử dụng các công cụ như Design Option, sử dụng các công cụ như là View Template, sử dụng các công cụ như là thống kê hay là sử dụng các công cụ Solar Study. Và sau này có rất nhiều công cụ nữa cơ. Nó giúp các bạn làm thiết kế một cách không chỉ là đẹp mà còn đúng, hiệu quả, nhanh chóng. Và đây chính là cái giá trị mà mình muốn mang đến, gửi gắm đến các bạn trong cái khóa học này, khóa học Revit dành cho người thiết kế. Như vậy trong bài học ngày hôm nay, mình đã giới thiệu về công cụ Solar Study cho bạn. Và mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái Solar Study để nghiên cứu mặt trời, từ đó ứng dụng cho thiết kế làm chắn nắng che chắn cho công trình. Ở đây mình chỉ lưu ý các bạn đó là khi các bạn sử dụng công cụ này, hãy thiết lập vị trí địa lý và hướng công trình một cách chuẩn xác. Sau đấy thì thiết lập vào ngày giờ, từ đó tạo ra các bức ảnh và đoạn phim nghiên cứu. Thông thường trong mô phỏng năng lượng chúng ta sẽ sử dụng 2 ngày, đó là ngày hạ chí tương ứng với ngày 21 tháng 6 và ngày đông chí tương ứng với khoảng ngày 21 tháng 12 để nghiên cứu. Mình hy vọng những cái kiến thức trong video này nó sẽ giúp các bạn có thể có thêm một công cụ mới mạnh mẽ hơn để có thể làm thiết kế một cách tốt nhất. Và như mình nói, khóa học của chúng ta là khóa học thiết kế Revit chuyên nghiệp. Khóa học của chúng ta là khóa học thiết kế kiến trúc với chuyên nghiệp với Revit. Do vậy, mình mong rằng các bạn có thể ứng dụng những kiến thức này để có thể tạo ra những cái thiết kế tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.